Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn, đó là ghế xoay lưới toàn bộ, có nghĩa là trên và dưới toàn bộ bằng lưới hết các bạn, lưng sắt nhé, lưng bằng sắt rất bền. Đây, sau đây tôi sẽ ngồi thử để các bạn xem các chức năng chính nhé. Xe khác thì ghế nó có thể di chuyển lên xuống cho nó vừa với độ cao của mình ngồi lên xuống. Thứ hai nữa là chức năng về ngả, khi mỏi lưng thì các bạn thấy nó có cái cần gạt đây, gạt đây khi mà nếu mà ta chốt vào thì nó không có chức năng ngả nữa, khi muốn ngả thì ta kéo chốt này ra. Chút ra và ta nằm ngả, nó khoảng độ 30-40 độ các bạn nhé, chỉ nằm ngả như này thôi. Cái giám đốc đời mới bây giờ nó chỉ đơn giản như này, nó không như xưa mà rất là phức tạp. Xin cảm ơn các bạn.